Boston Petroleum là nhà sản xuất đầu tiên phát triển sản phẩm nano chống mài mòn tại Hoa Kỳ. Dung dịch chống mài mòn thế hệ mới Bosloop Nanomax là sản phẩm duy nhất đạt được các chỉ tiêu kiểm định khắt khe theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ. Động cơ ô tô trước đây thiết kế có độ rơ lớn, tốc độ thấp nên yêu cầu về vật liệu bôi trơn đơn giản. Đến nay, công nghệ ngày càng phát triển, động cơ đều có công suất lớn, tốc độ cao, vòng tua lớn và trong suốt quá trình vận hành sẽ phát sinh ma sát và sự mài mòn của các chi tiết bên trong động cơ. Có rất nhiều thời điểm phát sinh ma sát và sự mài mòn lớn nhất đó là khi bạn để xe qua đêm, dầu nhớt sẽ đọng xuống bên dưới. Ngày hôm sau, khởi động dầu nhớt chưa kịp bơm lên và ma sát sẽ rất lớn làm mài mòn và dẫn đến xước bề mặt các chi tiết của động cơ. Sự mài mòn cũng phát sinh rất lớn khi xe của bạn phải tăng, giảm tốc độ nhiều, khi vận hành quãng đường dài hoặc nhiệt độ quá cao làm giãn màng dầu bảo vệ. Khi lòng xi lanh bị xước, xăng măng không gạt được hết dầu nhớt xuống và phần dầu nhớt đó lại bị đốt đi, làm thải ra khói đen nhiều và xe cũng bị hao dầu, dẫn đến nhiên liệu không đốt hết, hiệu suất giảm và tiếp tục vận hành sẽ hư hại nặng hơn. Các hạt phân tử Nanomax xử lý những vết xước của kim loại, không làm tăng độ dày của màng dầu, không làm thay đổi độ bao kích hở của động cơ, giảm hoàn toàn ma sát, làm cho động cơ kín khít, giảm rung chấn, êm hơn và đạt được hiệu suất tối đa. Chúng ta quan sát thử nghiệm về tải trọng và chống mài mòn đối với dầu nhớt thông thường. Lần lượt đặt các viên đối trọng lên, chúng ta thấy chỉ có một viên đầu tiên máy đã kêu rất to và đến viên thứ hai thì ma sát đã quá lớn. Quan sát thì viên bi bị mài mòn sâu, sự mài mòn này làm cho các chi tiết bên trong động cơ sẽ bị xước, dẫn tới nóng máy, tiêu hao nhiên liệu nhiều, tuổi thọ của động cơ giảm. Tiếp theo, chúng ta thử tải trọng và khả năng chống mài mòn khi kết hợp với dung dịch chống mài mòn Nanomax. Lần lượt đặt các viên đối trọng và chúng ta thấy máy chạy rất êm. Điều này cho thấy ma sát được triệt tiêu hoàn toàn. Tiếp tục đặt hết cả 20 viên đối trọng, máy vẫn chạy êm, tải trọng gấp 10 lần so với dầu nhờn thông thường và hoàn toàn không bị mài mòn. Khi lớp nano đã bám vào bề mặt kim loại và tiến hành bỏ cốc dầu ra nhưng máy vẫn chạy, cho thấy Nanomax đã khôi phục hoàn toàn vết xước và bảo vệ động cơ an toàn tuyệt đối. Xe bán tải có hiện tượng động cơ bị xước, tiêu hao nhiên liệu nhiều, tiếng nổ to, xả nhiều khói đen và không vượt qua hạng mục kiểm tra khí thải khi đăng kiểm. Xe được xúc rửa bằng dung dịch Bosloop Motor Plus và tiến hành thay dầu máy mới kết hợp với dung dịch bảo vệ chống mài mòn Nanomax. Dung dịch Nanomax là sản phẩm chống mài mòn và triệt tiêu ma sát, bảo dưỡng động cơ tốt nhất ở hiện tại trên thị trường. Và với những dòng xe mà hiện tại đang có những cái tình trạng như là trễ ga này, máy ồn, rung giật thì khi chúng ta sử dụng dung dịch Nanomax sẽ cải thiện được đáng kể cái tình trạng. Và cái cách dùng của sản phẩm này đó là chúng ta sẽ đổ dung dịch Nanomax vào động cơ trong quá trình khi đã thay nhớt mới. Và theo chu kỳ đó là cứ sau mỗi 15.000 km hoặc 2 lần trên 1 năm thì khi dùng sản phẩm này, xe của chúng ta sẽ thực sự là bền bỉ. Và nếu cứ dùng sản phẩm này theo đúng chỉ định của nhà cung cấp, nhà sản xuất thì trong 10 năm máy móc động cơ vẫn hoạt động êm như mới. Nanomax sẽ khôi phục các vết xước cùng các hư tổn trong lòng xi lanh và trên bề mặt của động cơ. Xe đạt công suất tối đa, giảm lượng tiêu hao nhiên liệu, giảm khí thải, kéo dài tuổi thọ của động cơ. Bosloop Nanomax is the total solution for your engine. Anti-wear and engine protection. Reduce fuel consumption. Reduce emissions to help protect the environment. Prolong your engine life.